Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Thưa quý vị, khi còn trẻ, trải qua nhiều thử thách mới có được một cuộc sống khá giả, tình cảm không tốt đẹp và phải tới khi về già mới được hưởng hạnh phúc. Sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi lộ trình cuộc đời của bản mệnh Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng thông qua những phân tích tử vi chọn đời sau đây để có được cái nhìn tổng quát và cụ thể nhất quý vị nhé. Xin mời. Gia chủ Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Ly, mạng lộ bằng thổ, đất đường đi, xưng con ngựa, tướng tinh con vượn, Phật bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Canh Ngọ. Đoán xem số mạng tuổi này, cung Ly mạng thổ là đất đi đường, mùa hạ sinh đặng lao chi, thuận sinh tháng 9, tháng 3 thanh nhàn, thu đông phải chịu lao đao, mùa xuân dần mão biết bao khổ sầu. Xanh kỷ, tháng riêng tháng 2, nặng hơn tháng khác, khổ dày cực thân, có điều nhờ được phước trời, không thể bỏ xác, rồi đời đã xong. Sanh ra thừa nhỏ long đong, thay tên đổi họ hay dòng mới an. Ai nói thiết yếu thở than, lòng cầm không được, có tiền cũng trao. Số gái Canh Ngọ mà hiền, lỗi sinh nào khổ như là thuyền linh đinh. Tổng quan, nữ tuổi Canh Ngọ, cuộc sống có nhiều vận may tốt đẹp trong tài lộc. Bước vào tuổi trung niên, vận số bắt đầu có những bước chuyển biến tốt đẹp, nhiều cơ hội xuất hiện nên biết cách nắm bắt thì cuộc sống sau này sẽ được cải thiện lên đáng kể. Tuy nhiên, tình duyên lại không được may mắn bằng các tuổi khác, hôn nhân hay gặp phải chuyện buồn, về già mới được hưởng tình cảm tốt đẹp của con cháu. Tổng kết, khi còn trẻ trải qua nhiều thử thách mới có được cuộc sống khá giả, tình cảm không tốt đẹp tới khi về già mới được hưởng phúc. Nữ tuổi Canh Ngọ hưởng thọ trung bình từ 76 đến 88 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành sẽ được gia tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được bình an, vạn sự như ý, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mà sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, mọi việc hanh thông giúp Đường Tăng vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, đạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch, nữ Canh Ngọ sẽ có một mối tình đẹp, tuy nhiên sau kết hôn cuộc sống gia đình lại không như họ tưởng tượng. Nữ Canh Ngọ phải làm việc khá vất vả thì mới có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình. Trong hôn nhân có nhiều vấn đề nảy sinh, ảnh hưởng tới hạnh phúc hai bên. Muốn có một gia đình êm ấm thì nữ Canh Ngọ cần phải biết thận trọng hơn trong vấn đề chi tiêu. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch, Canh Ngọ trong tình yêu có nhiều sóng gió và trắc trở. Họ phải rất khó mới có thể tìm được người như ý. Sau kết hôn thì nhìn chung cuộc sống gia đình khá hạnh phúc và tươi đẹp. Tuy đôi lúc có xảy ra một số bất hòa tranh cãi, nhưng hầu như không làm ảnh hưởng lắm tới tình cảm giữa các thành viên. Việc quan trọng nhất sau kết hôn của nữ Canh Ngọ chính là cố gắng phát triển sự nghiệp để gia đình có được một cuộc sống tiêu pha thoải mái hơn. Sinh vào các tháng 3, 6, 7, 11 âm lịch, tình duyên của nữ Canh Ngọ đẹp như mơ. Họ có một mối tình đẹp và sâu sắc. Sau kết hôn cuộc sống gia đình trọn vẹn, gặp nhiều may mắn về công danh, tài lộc, các thành viên trong nhà đều đoàn kết giúp đỡ và thương yêu nhau. Gia đạo công danh, nữ Canh Ngọ cuộc sống gia đình đa phần đều tốt đẹp, từ nhỏ cha mẹ yêu thương chăm sóc chu đáo. Khi kết hôn cũng may mắn không kém, nữ Canh Ngọ được gia đình chồng yêu quý, con cái kính trọng, về già gặp nhiều may mắn. Nữ Canh Ngọ có tài kinh doanh, nếu làm ăn buôn bán sẽ phát triển rất tốt, sự nghiệp nở rộ vào những năm 30 tuổi trở đi và sau kết hôn lại phát triển càng nhanh chóng, dễ dàng đạt được những thành tựu. Tuổi hợp làm ăn. Trong các vấn đề hợp tác làm ăn hay đầu tư kinh doanh thì nữ Canh Ngọ nên lựa chọn đối tác là những người sau đây, đó là Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu. Do hợp mệnh nên nếu hợp tác làm ăn với những người tuổi này,
công việc chung sẽ rất thuận lợi, thành công lớn, đem lại tiền bạc cho cả đôi bên. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu hay Mậu Thìn, thì cuộc sống của nữ canh ngọ sẽ có nhiều bước chuyển biến rất bất ngờ. Những tuổi này kết hợp với canh ngọ sẽ rất đẹp cả về tình lẫn tiền. Vì vậy mà nếu như muốn có một cuộc sống sung túc, đầm ấm, giàu sang phú quý, thì nữ canh ngọ nên nắm chắc những chàng trai tuổi này. Kết hôn với Tân Mùi hoặc Giáp Tuất, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn về tài chính, và kết hôn với Đinh Sửu hay Mậu Thìn, sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Kết duyên với một trong số các tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão thì cuộc sống hôn nhân của canh ngọ sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hai tuổi trên kết hợp với nhau tuy rằng tình cảm khá tốt nhưng đời sống vật chất lại không đầy đủ, chịu cảnh thiếu thốn. Muốn có một cuộc sống đầm ấm hơn thì hai người cần phải cố gắng hơn nữa trong vấn đề sự nghiệp của mình cũng như là xây dựng gia đình. Ngoài ra cũng nên dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm đôi bên gắn bó hơn. Kết hôn với một trong số các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Tỵ, cuộc sống đôi lúc rơi vào tình cảnh thiếu thốn. Nói chung là không tốt cho sự phát triển cũng như là tình cảm đôi bên. Do xung khắc với tuổi nên vào những năm 17, 22, 23, 29, 34 và 35 cũng như là 41 tuổi thì canh ngọ không nên tổ chức hôn lễ, ăn hỏi, nếu không thì cuộc sống sau này sẽ vướng phải nhiều khó khăn. Tuổi Đại Kỵ. Trong vấn đề tìm bạn hợp tác làm ăn thì nữ canh ngọ không nên lựa chọn những người sau đây làm đối tác. Đó là Nhâm Thân, Quý Dậu, Mậu Dần, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Dần. Do xung khắc về bản mệnh nên nếu hợp tác với những người này sẽ đem lại nhiều điều không thuận lợi trong công việc. Canh ngọ với các tuổi trên kỵ nhau, vì vậy mà cũng không nên kết duyên với những người này để tránh gặp phải những khó khăn trắc trở trong cuộc sống hôn nhân. Để giúp các mối quan hệ xung quanh trở nên hòa hợp hơn, bản mệnh có thể thỉnh đeo vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất là hợp với tuổi của mình. Mang vật phẩm này bên mình, bạn không chỉ hóa giải các mối quan hệ xung quanh mà còn chiêu đón quý nhân giúp đỡ, tài lộc về tay, vượng khí gia tăng. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn khắc hình ba linh vật Dần Ngọ Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm của bản thân mình. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thực hiện những công việc lớn, thêm sự may mắn thuận lợi cho những dự định sắp tiến hành. Nữ canh ngọ nên xuất hành vào ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ sẽ rất thuận lợi và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Diễn biến từng năm, từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi. Năm 17 tuổi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, nhiều cơ hội việc làm mở ra. Năm 19 tuổi, năm này tình cảm không được thuận lợi, vướng phải nhiều khúc mắc suy nghĩ khiến cho canh ngọ không thể có tinh thần với mọi thứ xung quanh. Năm 20 tuổi, gia đình có nhiều khúc mắc trong nhiều năm, nhiều cơ hội việc làm, nếu biết nắm bắt tốt thì cuộc sống sẽ có những bước tiến đáng kể. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, năm 21 tuổi là năm tươi sáng, chuyện gì cũng may mắn thuận lợi, sự nghiệp khá thành công, có vận tiền tài, tình duyên tốt đẹp. Năm 22 tuổi nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè nên giải quyết được nhiều vấn đề liên quan tới tiền của. Năm 23 tuổi thích hợp để làm những cuộc giao thương, buôn bán, mở kinh doanh, sẽ rất thuận lợi vào việc phát triển. Năm 24 tuổi cần phải chú ý hơn trong công việc, cẩn thận khi ra các quyết định tài chính. Năm 25 tuổi có thể vướng phải nhiều bệnh nhỏ, cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân. Năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này vận số tốt đẹp, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng. Năm 26 và 27 tuổi khá may mắn về tiền bạc. Năm 28 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái, công việc trong năm này không có gì đặc biệt. Năm 29 và 30 tuổi, con đường sự nghiệp rộng mở, nhiều vận may. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi, tình cảm phát triển, nếu sinh con thì cuộc sống sẽ càng hạnh phúc. Năm 32 tuổi và 33 tuổi, cuộc sống có nhiều niềm vui, tình cảm gia đình thuận lợi, công việc cũng có nhiều tốt đẹp. Năm 34 tuổi và 35 tuổi, chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này không có nhiều may mắn, sự nghiệp nhưng tình cảm lại rất thuận lợi. Trong cuộc sống có nhiều niềm vui, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Vào năm 40 tuổi, sự nghiệp có nhiều điều thuận lợi, tài chính gõ cửa. Thưa quý vị, việc nắm bắt được tử vi chọn đời sẽ giúp quý vị tránh được những vận hạn và tận dụng được những giai đoạn tốt đẹp của vận trình để chúng ta phát triển bản thân. Những chia sẻ trên đây chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có được sự phòng bị, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, tài lộc và sự như ý.